Quốc Dũng và Jenny xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Tin Buổi Sáng trên Đài Truyền hình Việt Mỹ. Phần tin buổi sáng ngày hôm nay gồm có các tin chính sau đây. Nga bác bỏ thông tin về kế hoạch lập đơn vị an ninh mạng chung với Hoa Kỳ. Cộng đồng quốc tế chúc mừng chiến thắng của chính phủ Iraq ở Mosul. Tin từ Hoa Kỳ, nội bộ đảng Cộng hòa tranh cãi về dự luật Obamacare. Ngoại trưởng Rex Tillerson, công du Kuwait, Ả Rập Xê Út và Qatar. Du khách nước ngoài bị hành hung ở Sapa. Và sau đây là phần mở đầu tin tức thế giới cùng với chúng tôi Việt Kiều. Nhật Bản và Phần Lan hợp tác trong quan hệ ngoại giao với Nga. Vào ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto khẳng định sẽ hợp tác cùng xây dựng và phát triển mối quan hệ ngoại giao của mỗi nước với Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Helsinki, Thủ tướng Abe khẳng định hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong các mối quan hệ của từng bên với Nga, quốc gia láng giềng quan trọng của cả hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược bằng cách hợp tác đối phó với các thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, trong đó có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn. Ngoài ra, hai bên cũng thỏa thuận hợp tác trong các vấn đề môi trường tại khu vực Bắc Cực. Hiện tại thì Phần Lan đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bắc Cực giai đoạn 2017-2019, trong khi Tokyo giữ vai trò quan sát viên. Hội đồng Bắc Cực là một diễn đàn nơi 8 nước Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Naui, Nga, Thụy Điển và Hoa Kỳ phối hợp chính sách. Hà Lan là một phần của chuyến công du châu Âu kéo dài một tuần của Thủ tướng Shinzo Abe. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới Phần Lan trong hơn một thập kỷ qua. Xét về quan hệ song phương với Nga, Phần Lan có đường biên giới kéo dài với Nga, trong khi Nhật Bản đang có vùng đảo tranh chấp hiện do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril, trong khi Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc ở ngoài khơi của tỉnh Hokkaido, thưa quý vị. Nga bác bỏ thông tin về kế hoạch lập đơn vị an ninh mạng chung với Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov vào ngày 18 tháng 7 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump không có bất cứ cam kết nào về việc thành lập một đơn vị cộng tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh mạng. Trả lời phỏng vấn báo giới qua điện thoại, ông Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo chỉ tuyên bố sẵn sàng làm việc theo hướng đi này. Trước đó, phát biểu với báo giới cũng trong ngày 10 tháng 7 tại Moscow, bà Svetlana Lukas, một quan chức Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, gọi tắt là G20 tại Đức vừa qua, cho biết trong một cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc thảo luận gần 40 phút về vấn đề an ninh mạng. Bà cho biết tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin đã đề nghị thành lập đơn vị công tác chung, song điều này không có nghĩa là hợp tác sẽ diễn ra ngay trong ngày mai. Bà Lukas nhấn mạnh đây đơn giản là một lời đề nghị và Nga cũng cần phải có thời gian để xem xét việc thành lập nhóm công tác này. Liên quan đến thông tin của một luật sư có liên quan đến Điện Kremlin đã tiếp xúc với con trai, người đứng đầu nhóm vận động tranh cử và con rể của ông Donald Trump vào thời điểm 2 tuần trước khi ông Trump giành được chiếc vé đại diện của đảng Cộng Hòa tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016 mà báo New York Times đã đưa. Người phát ngôn Peskov khẳng định chính phủ Nga không biết vị luật sư này, kính thưa quý vị. Tin Mông Cổ, vào ngày 10 tháng 7, trong diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Mông Cổ Khatma Batuga cam kết hướng tới các mối quan hệ với nước ngoài, đem lại lợi ích một cách cân bằng và tập trung vào chính sách nước láng giềng thứ ba, một động thái nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa Mông Cổ và Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức và các nước khác ngoài Nga và Trung Quốc. Tân Tổng thống Mông Cổ cũng cam kết chống lại nạn mua bán chức quyền. Trước đó, Ủy ban bầu cử Mông Cổ thông báo ứng cử viên đảng Dân Chủ DP Patuga, 54 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 với gần 51% số phiếu ủng hộ. Ông Patuga cam kết sẽ ngay lập tức bắt tay vào giải quyết những khó khăn về kinh tế
và làm cho người Mông Cổ thoát khỏi cảnh nợ nần. Tân Tổng thống Mông Cổ sẽ giải quyết khoản nợ 5,5 tỷ đô la cho các chủ nợ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đứng đầu và tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia đã chiếm 80% xuất khẩu của Mông Cổ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Mông Cổ phải tiến hành bầu cử Tổng thống vòng 2 do không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán ở vòng đầu tiên. Trong vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Mông Cổ, ông Patuga và đại diện Đảng Nhân dân Mông Cổ MPP Miel Gombo đã giành được số phiếu cao nhất lần lượt là 38% và 30% và bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử, thưa quý vị. Thành phố Mosul, phiến quân IS thất thủ, Malaysia tăng cường an ninh. Theo Channel News Asia vào ngày 10 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hisamuddin Hussein cho hay các báo cáo tình báo đã chỉ ra rằng những tay súng nước ngoài của tổ chức nhà nước tự xưng tháo chạy khỏi Trung Đông đang lên kế hoạch chuyển căn cứ sang Đông Nam Á. Phát biểu tại một phiên họp của đảng cầm quyền Tổ chức Thống nhất Dân tộc Malaysia, gọi tắt là UMNO, ông Hussein đã tuyên bố IS là kẻ thù của chính phủ nước này. Ông nhấn mạnh, những gì đã xảy ra ở Trung Đông đã có ảnh hưởng trực tiếp tới Malaysia. Khu vực này là Đông Nam Á sẽ là trọng tâm của chúng, ý chỉ IS. Một quốc gia của Hiệp hội các nước Đông Nam Á sẽ phải xem xét điều này một cách nghiêm túc. Trước sự cấp bách của vấn đề này, ông Hisamuddin cho biết sẽ thăm Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain trong tuần này nhằm thu nhập các tình báo mới nhất về các phiến quân cũng như chỗ ẩn náu của chúng. Trước đó, vào hôm 7 tháng 7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia là Ahmad Zahid Hamidi nhấn mạnh trong bối cảnh mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đang có chiều hướng gia tăng tại khu vực. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cần củng cố và tăng cường nhân lực cho bộ phận chống khủng bố bằng cách nâng cấp đơn vị này trở thành một cục mới, cục thứ 11, trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia. Ông Hamidi cho biết thêm, đề nghị thành lập cục phòng chống khủng bố chỉ có hiệu lực khi được thông qua tại hội nghị Ủy ban lực lượng Cảnh sát Malaysia. Tin Iraq, cộng đồng quốc tế chúc mừng chiến thắng của chính phủ Iraq ở Mosul. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Samer Shoukry vào ngày 10 tháng 7 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iraq Ibrahim El-Ghaffari chúc mừng chiến thắng của các lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập, Ngoại trưởng Shoukry nhấn mạnh cam kết của Cairo luôn sát cánh với Baghdad trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực này. Cũng trong ngày 10 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố chúc mừng chính phủ Iraq giải phóng thành công Mosul, coi đây là chiến thắng có ý nghĩa trong cuộc chiến chống khủng bố của quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, cùng với cam kết đóng góp thêm khoản tiền 1 triệu đô la cho một quỹ của Liên Hiệp Quốc giúp ổn định tình hình tại Iraq, Ngoại trưởng New Zealand Gary Brownlee vào ngày 10 tháng 7 chúc mừng chính phủ Iraq giải phóng Mosul từ tay IS. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập AL Ahmed Abul Gaye vào ngày 10 tháng 7 đã chúc mừng chiến thắng của chính phủ Iraq. Ông Gaye cho rằng sự ủng hộ của người dân Iraq đối với binh sĩ chính phủ có vai trò lớn trong việc đánh bại các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi hiện nay là lực lượng chính phủ Iraq phải nhổ tận gốc IS để ngăn ngừa mầm mống có khả năng trỗi dậy tại thành phố này. Với chiến thắng của quân đội Iraq tại Mosul, ông Gaye bày tỏ mong chờ sẽ sớm được chúc mừng người dân Syria trong cuộc chiến chống IS, thưa quý vị. NATO lo ngại tình trạng an ninh của quan sát viên OSCE tại Đông Ukraine bị đe dọa. Theo Sputnik và AFP, vào ngày 10 tháng 7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đang không được duy trì và các quan sát viên an ninh của Âu Châu đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng. Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Stoltenberg cho biết rõ ràng là lệnh ngừng bắn đang không được duy trì và chúng tôi quan ngại trước các mối đe dọa gia tăng nhằm vào các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE. Cũng tại buổi họp báo, Tổng thư ký NATO cam kết liên minh này sẽ hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với cuộc nổi dậy đẫm máu do các phần tử ly khai Nga tiến hành ở khu vực miền đông Ukraine. Chuyến thăm của ông Stoltenberg diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson tiến hành chuyến thăm đầu tiên tới Kiev và hối thúc Nga tiến hành bước đi đầu tiên giảm xung đột ở đông Ukraine. Ba Lan sẽ tự trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa. Theo Sputnik, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình TVN24 mới đây, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Patos Konaski tuyên bố trong 10 năm tới, nước này sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa riêng dựa trên hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Hoa Kỳ. Thứ trưởng Konaski nói rằng, hiện nay chúng ta chưa được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa,
Nhưng trong thời hạn 10 năm, chúng tôi sẽ có một hệ thống phòng thủ tên lửa có hiệu quả. Ngoài ra, quan chức này khẳng định Ba Lan đã phân bổ 30 tỷ tiền của Ba Lan, tức là hơn khoảng 7,5 tỷ đô la, cho việc mua hệ thống Patriot, và số tiền này đã được bảo đảm trong ngân sách. Tuần trước, trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ba Lan. Ông Marcy Rewick cũng cho biết hoạt động chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ bắt đầu trong năm 2022 và các hệ thống này dự kiến sẽ sẵn sàng hoạt động trong năm 2023, thưa quý vị. Ấn Độ sẽ triển khai binh sĩ dọc biên giới với Trung Quốc. Theo NDTV, New Delhi đã triển khai binh sĩ tới khu vực Doklam và cho dựng cả lều trại để cho thấy không có khả năng của Ấn Độ chịu rút lui trừ phi binh lính Trung Quốc cũng làm điều tương tự. Kịch bản cả hai bên cùng rút lui có thể sẽ là giải pháp duy nhất để chấm dứt xung đột hiện nay. Các nguồn tin chính thức cho biết quân đội Ấn Độ còn thiết lập và duy trì một đường tiếp tế trực tiếp đến địa điểm đóng quân tại Doklam. Theo NDTV, đơn vị cấm tại Doklam sẽ tỉnh táo và không dễ dàng khuất phục trước bất cứ sức ép nào từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, New Delhi cũng tự tin sẽ tìm ra giải pháp ngoại giao cho xung đột lần này. Tương tự như các lần đối mặt trước đó giữa hai nước tại khu vực Himalaya, Bắc Kinh đến nay vẫn tiếp tục giữ vững lập trường không chấp thuận thỏa hiệp và mọi quyết định đều phụ thuộc vào Ấn Độ. Song phía New Delhi tin nước láng giềng sẽ sớm nhận thức rõ các hành động đơn phương sẽ không thể xoa dịu căng thẳng. Vào năm 2012, cả hai nước đã đồng ý một cơ chế giải quyết xung đột biên giới thông qua tham vấn ở nhiều cấp độ. Xung đột gần ngã ba biên giới Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc đã kéo dài hơn 3 tuần qua, châm ngòi khi Trung Quốc đơn phương cho xây dựng một con đường ở khu vực còn tranh chấp với Bhutan. Theo New Delhi cũng đã phát thông điệp tới Bắc Kinh rằng hành động đơn phương sẽ làm thay đổi đáng kể nguyên trạng và gây ra những hậu quả an ninh trầm trọng cho Ấn Độ, kính thưa quý vị. Tin Peru, một chiếc xe bus khi đổ dốc bị lật khiến hơn 30 người thương vong. Vào ngày 10 tháng 7, nhà chức trách Peru cho biết ít nhất là 9 người thiệt mạng và 25 người bị thương sau khi một chiếc xe bus chở khách du lịch của nước này mất kiểm soát và lật nhào trên đường đồi tại thủ đô Lima. Thông báo của Bộ Y tế Peru cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe bus du lịch 2 tầng chạy tốc độ cao trên đường xuống ngọn đồi San Cristobal tại quận Rimac. Chiếc xe thuộc công ty Green Tours đã bị lộn nhào 7 mét trên đồi, hất nhiều người trên tầng 2 của xe xuống đường. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 2 người mang quốc tịch Chile, số còn lại đang được cảnh sát Peru nhận dạng. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó điều trị. Theo chuyên gia giao thông Louis Kisker, chiếc xe buýt có kích thước lớn chưa bao giờ phải đi lên ngọn đồi có những con đường hẹp như vậy. Do vậy, trách nhiệm về thảm họa trên cũng thuộc về các đơn vị quản lý đô thị Lima. Đồi San Cristobal cao 409 mét là một trong những điểm du lịch phía đông bắc của thủ đô Lima. Khách du lịch nước ngoài thường tới đây để ngắm toàn cảnh thủ đô quốc gia Nam Mỹ này, thưa quý vị. Liên Hợp Quốc cảnh báo Syria có nguy cơ bị chia cắt. Theo Reuters, vào ngày 18 tháng 7, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria là Staffan de Mistura nhấn mạnh rằng các thỏa thuận nhằm giảm leo thang chiến sự tại Syria sẽ làm đơn giản hóa cuộc xung đột này và dẫn tới một thời kỳ ổn định cho Syria. Nhưng những thỏa thuận như vậy chỉ là giải pháp tạm thời và phải tránh sự chia cắt đất nước này. Phát biểu họp báo khi bắt đầu cuộc hòa đàm Syria kéo dài 5 ngày tại Geneva, ông Mistura nói rằng những cuộc thảo luận đã diễn ra tại Amman tập trung vào giám sát việc thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn tại phía tây nam Syria do Nga và Hoa Kỳ làm trung gian. Đây là nỗ lực kiến tạo hòa bình đầu tiên của chính quyền Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến tại Syria. Ông Mistura nói, đó là thời kỳ của sự hòa giải, chúng tôi đang theo dõi rất cẩn thận. Trước đó cùng ngày, ông Mistura đã khai mạc vòng đàm phán không trực tiếp mới giữa các đại diện của chính phủ Syria và lãnh đạo lực lượng đối lập. Đây là vòng hòa đàm thứ 7 giữa hai bên với ít kỳ vọng về khả năng đạt được bước đột phá trong tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này, kính thưa quý vị. Điểm tin sau đây có liên quan đến Anh Quốc và Ả Rập Saudi. Tòa án Anh Quốc bác yêu cầu đòi ngừng thương vụ vũ khí với Ả Rập Saudi. Theo Reuters đưa tin vào ngày 10 tháng 7, Tòa án tối cao London đã bác yêu cầu của các nhà vận động đòi ngừng thương vụ vũ khí hàng tỷ bảng của Anh cho Ả Rập Saudi do những vũ khí này được sử dụng ở Yemen trong các hoạt động vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Phán quyết của tòa án tối cao nhấn mạnh rằng yêu cầu của bên Nguyên đòi tòa án xem xét lại thương vụ vũ khí đã bị bác bỏ. Tổ chức chiến dịch chống buôn bán vũ khí CAAT đã tìm cách yêu cầu giới chức Anh ra lệnh thu hồi giấy phép xuất khẩu đối với bom
máy bay tiêm kích và các loại đạn dược khác do Anh sản xuất mà CAAT cho là liên minh do Ả Rập Saudi đứng đầu, sử dụng trong chiến dịch chống nhóm vũ trang Hồi giáo Houthi được Iran hậu thuẫn trong các cuộc nội chiến ở Yemen, thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.